Con chào các bác nha. Anh chào Hoàng Hiền. À, xin chào anh Đông Tí Hon. À, xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của cháu Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ cháu đang đứng ở một cánh đồng rất là đẹp. Đấy, trong một cái tuyến đường mà cháu cũng có quay khá nhiều lần trong cái tuyến đường này. Mỗi khi mà qua cái con đường này thì hầu như cháu đều chia sẻ video cho các bác xem ở cái tuyến đường này. Phải nói là một cái đoạn đường rất đẹp. Bởi vì là hai bên là cánh đồng lúa. Đó, ở giữa là một con đường và nó có hình chữ S khá là đẹp. Ở đây hôm nay thì cháu chạy lên nhà chú Lợi cô đơn. Đấy, đưa các bác quay trở lại thăm nhà chú Lợi. Hôm trước thì các bác theo dõi video thì cũng biết là chú Lợi thì có chia sẻ là cuối tháng thì có bán lợn. Đấy, một con lợn thứ hai. Lần trước đó thì chú đã bán một con rồi, ăn khấu. Hôm đó thì không nhầm mà được 60 cân thì phải. Đấy, còn một con nữa thì là chú có chia sẻ là cuối tháng thì chú ấy bán. Và cũng mấy tuần rồi cháu chưa lên. Cũng có rất nhiều các bác là quan tâm hỏi thăm là xem mà chú Lợi dạo này làm ăn như nào. Lúa thì là đã gặt chưa. Đấy. À, lợn bán chưa. Đấy, sức khỏe của hai mẹ con như nào. Thì hôm nay cháu cùng với anh Đông quay trở lại thăm nhà chú Lợi cô đơn để các bác có thể nắm bắt được cái tình hình. Qua đây thì cháu dừng lại ở đây một chút để chia sẻ các bác một chút về cái hình ảnh cánh đồng lúa ở đây. Lúa đây thì hiện tại vào thời điểm bây giờ thì lúa thì đang bắt đầu là trổ đồng các bác ạ. Đấy. Tuy nhiên thì là năng suất thì nó rất là kém, bởi vì là cái khu vực này thì là cái đợt lũ vừa rồi thì bị ảnh hưởng rất là lớn. Nước thì nó dâng ngập hết cánh khu vực này các bác. Đó. Cái thời điểm lũ vừa rồi là toàn bộ cánh đồng ở đây là ngập hết. Đấy. Nước nó ngập hết khu vực này. Cho nên là lúa nó đang rất là kém. Đặc biệt là những cái bãi ở phía dưới thấp, dưới kia. Đó, càng những cái vùng thấp thì nó lại ngập càng sâu hơn và nó lại càng kém hơn. Cái khu vực ở trên này thì nó có thể nói là một cánh đồng là cao nhất ở khu vực này. Đấy. Tuy nhiên thì cũng đã bị ngập. Đó, nhưng mà theo quan sát của cháu thì là có thể là nó ngập không sâu như ở khu vực dưới, nên là lúa thì là mặc dù là các bác thấy là nó vẫn cứ bị hỏng, bị khô lá, bị tùa lá đây, nhưng mà hiện nay thì đồng nó vẫn đang ra được. Đó. Nhưng mà không biết là nó có đỗ được không. Đấy, nó có được thu hoạch hay không, nó năng suất nó có cao hay không. Đấy. Nhưng mà chắc chắn là so với mọi năm thì nó sẽ bị hỏng rất là nhiều rồi. Đấy. Cánh đồng này có thể nói là một cánh đồng mà vẫn may mắn, nó khi mà lũ đi qua thì là lúa thì vẫn có thể là hồi lại và có thể trổ được đồng. Nhưng mà nhiều cánh đồng khác ở khu vực cháu đang sống thì là không thể nào mà hồi lại được. Đó. Và cái tỷ lệ lúa bị chết rất là cao, hầu như là không phục hồi được. Đó. Đấy, toàn bộ khu vực này là nước ngập hết đây. Từ đây nhà chú Lợi thì nó còn khoảng một cây số nữa. Đấy, cháu sẽ theo chạy thẳng theo cái tuyến đường này. Cháu chạy theo đây. Đấy, chạy thẳng lên đường này. Vào chỗ khu mái đỏ đây. Vào chỗ nhà chú Lợi trong đó. Bên này. Và khu vực này cũng rất là gần sông cầu. Đó, sông cầu nó sẽ theo cái đường này. Đấy, nước nó sẽ theo khu vực này thấp và nó sẽ di chuyển. Trước lũ lụt là nó sẽ di chuyển ngược lên trên này. Đấy. Từ đây xuống sông cầu thì cũng khoảng 500m. Qua cái nùm cây này là đến một tí là đến sông cầu ở đó rồi. Đấy. Bên này thì là có ruộng lúa sớm, bà con đã gặt trước đây. Và sau khi lũ ra thì bà con đã trồng ngô. Và hiện nay thì ngô cũng lên là khá là đẹp và đều. Đấy. Anh Đông nhìn ngô đều không? Đẹp nhờ. À, xanh nhờ. Ừ. Ở đây thì cháu thấy là có đa số là các bãi mà bà con gặt rồi thì bà con đều trồng ngô. Đấy, đắp luống cao và trồng. Đấy, bón phân rất là tốt rồi. Và ngô thì cũng đang lên khá là đẹp. Địa phận cháu đang đứng ở đây thì đó là khu vực xóm Đông Hồ. Đấy, xóm của chú Lợi cô đơn thuộc xã Thượng Đình, huyện Phú Bình của tỉnh Thái Nguyên. Đó. Dọc ở trên này, khu vực Đông Hồ ở trên này. Còn khu vực phía dưới này là khu vực bên Tân Lập. Đó. Còn xuống nữa thì là các cái xã khác. À xin lỗi các bác, là các cái xóm khác. Đấy. Thuộc xã Thượng Đình. Đấy, như bãi này ở trên cao thì là lúa vẫn khá là xanh đúng không? À, mặc dù là bên cạnh là những cái lá nó bị vàng, nhưng bên cạnh đó thì nó vẫn có thể là hồi được mà trổ đồng được. Đấy.
những cái bãi mà nó dỗ muộn như này thì còn được nhá. Ví dụ như dỗ sớm như hôm anh em mình lên nhà cô Hảo tí hon nhỉ. Bãi nhà cô Hảo hôm lên là bị hỏng, bởi vì là nó dỗ đúng vào cái thời điểm mà nước nó ngập nên là nó bị ong ong đồng, nó thối quá, nó đen hết đồng nên là bị hỏng. Bây giờ thì cháu xin mời các bác cùng cháu anh Đông chạy lên nhà chú Lợi cô đơn thăm chú Lợi xem là tình hình như nào. Bán lợn chưa? Còn ra sao? Đi ở cánh đồng này mà nó là một cảm giác rất là thư giãn nhỉ. Một màu xanh của lúa chín. Đấy, rất là đẹp. Đấy, bãi này lúa bắt đầu là cũng chín rồi nhỉ. Đây, bãi trên này sớm hơn nhỉ. Ao cá nhỉ. Khu này nó là ngập hết đấy. Cá của bà con là rất nhiều ao là phải đi ra ngoài các bác. Những cái bãi lúa ruộng thấp như này là nếu như bãi nằm mà thấp mà còn nước là cá vẫn sống được nhá. Hôm nọ ở khu vực này nè, nhiều bác là bác ấy gặt lúa sớm là bắt được cá, do là lục vừa ra đi gặt luôn, chạy lúa nên là bắt được cá nhiều, do là ao ra rất lớn. Chào bà nhá. Khung cảnh quê hương các bác thấy thân thuộc không? Lũ qua đi, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Cuộc sống của bà con thì lại quay trở lại bình thường. Đấy, khu vực này ngập anh nhỉ. Ngập hết này, lũ. Nhìn là biết. Ở như đồng này ngập sâu hơn nhỉ. Lâu hơn lũ, hỏng nhiều quá nhỉ. Đen hết này. Thế à, con chào bà. Ăn lại rồi bà. Nó đi cắt cái dâu muống này mà chả thấy nó về. À, đi đâu chưa bà? Đi lâu rồi, đi cắt để về để nấu cho bò ăn chứ bây giờ không có lợn nấu cho bò đi. À. Bà giữ một chân em băm được á? Ôi cái giữ chân băm nhiều thế này. Ui giời ơi. Thế ăn đến bao giờ à? Ở nhà thì làm chả có việc gì, nó chán cứ băm dùng băm nhằng thế này. À. Bà cẩn thận nó vào chân đấy. Nguy hiểm quá. Thì ai bị băm vào chân đi. Tay mắt mờ rồi ấy. Hả? Mắt mờ rồi ấy. Mắt mờ thì như phải có cữ. À. Ôi dạ. Vâng. Chú Lợi đi đâu chưa bà? Nó đi lâu rồi đấy. À. Mà chắc nó sắp về thì... Đi cắt rau lợn à? Đi cắt cái rau này về để nấu cho bò. À, rau muống này á? Ừ. Cắt đồng nào bà biết không? Đồng nào mà biết không? Cái này cắt đồng nào mà biết không? Cắt tại đồng ngoài. Đồng ngoài là đồng nào? Cái đồng đi ra nước ngoài. Thuộc Vũ Trấn mình hay là bên đây bên nào? Ở Vũ Trấn mình. Khu chỗ này của cô Thuận á? Khu nhà Thuận ra ngoài. À, chứ không phải ở trong đồng lúa bên này đâu à? Trong đồng lúa. À, thế đã sang đường bên kia chưa? Sang đường mới kia á? À. Không biết nên thế nào mà tôi cứ hóng mãi chả thấy nó về. À. Chả thấy nó về, tôi mới bảo tôi băm nhùng băm nhằng cho nó. À. Chứ con còn lợn còn lại chú ấy bán chưa? Hả? Con lợn còn lại chú ấy bán chưa? Thế nào? Cái con lợn bé bé chú ấy bán chưa? Ta bảo bán cái hôm kia rồi. Bán hôm kia rồi à? À. Ừ, cái chú nó về nó ăn khấu. Được bao nhiêu cân hả bà? Được có 46 cân. 46 cân á? À. Thế là có mấy nhà ăn khấu? Qua nhà chú ăn một nửa, còn thằng Lợi ăn một nửa, à một chân. À. Cái Thuận ăn một chân. Thế à. Là hết. Ba nhà? Ba nhà ăn là hết. À. Vâng.
46 cân. 46 cân. Con trước là 60 cân nhỉ? Con trước là 60 cân, con này nuôi chả lớn gì. À. Cái chuồng thế nó cũng không... như thế thì nó nằm vào đâu mà nó lớn. Nằm không được mà ăn nó cũng bẩn nè. Ừ. Bố thôi. Chú về chú bảo chú ăn khấu đi thịt đi. Vâng. Cái bác lần trước đấy á? Hả? Cái bác ở thành phố lần trước á? Ừ. À. Nhà nó hai mẹ hai bố con nhà nó ăn hai chân. Ấy giờ. Lần trước bác ăn đã hết rồi à? Ăn hết rồi đấy. À. Lợn siêu sạch ấy nhờ. Ui giời, lợn đây chả có mỡ gì, toàn nạc thôi, mới da thì. Thì lợn bán đấu sạch. Lợn này bây giờ chỉ có da mới thịt nạc thôi. À. Chả có tí mỡ nào hết. À. À. Lợn sạch đấy. Lợn sạch. Lợn vâng. Siêu sạch. Siêu sạch. Vâng, đấy gọi là lợn siêu sạch. Rồi nấu cho nó ăn. À. Vâng. Mỗi nồi cho hai bữa gạo. Hai bữa gạo. Chăn cả ngày. Chăn cả ngày. À. Còn cho ăn rơm nữa chứ. Vâng. Cỏ bà mua này có không? Có, còn ngập lụt còn cũng hỏng. Hỏng rồi à? À. Thế hôm chú có bãi lúa được gặt đấy, chú gặt chưa? Gặt thì thóc bún kìa cả. À. Nhưng mà phơi phơi khô chưa? Phơi được khô chưa bà? Phơi chả đã khô gì bảo hôm nay hôm qua phơi như cái giời cho mưa. À. Hốt lắm. À thế gặt được mấy hôm rồi? Gặt được 3 hôm, 4 hôm rồi. À, thế toàn hôm mưa ấy. Toàn hôm sầm mưa, mấy nay lại mưa liên tục này. Nhiều nhà là hôm lũ ra cái họ gặt ngay là họ đang bị bẩn, họ còn chặn vào họ rửa. Bởi vì có nắng này ấy. Họ rửa ấy mà. Ừ, họ đáy họ rửa đi. Cho nó hết đất đi xong rồi họ phơi nắng luôn. Ừ. Đây nhà này chả ai đáy cho. Đáy ở đâu được. Vâng. Cứ phơi đi rồi cứ quét nước đi rồi sát. Vâng. Nó bụi cho nó ấy nó sạch hết đi. Sát nó cũng dài hết, bay hết cái bụi gì. Ừ. Thóc hơi đen tí rồi. Mỗi xào được có. Năm nay lúa nó chán lắm. Vâng. Cái ruộng ở ngoài kia cả cắt cỏ ấy. Vâng. Nan thế. Vâng. Được có hai túi thóc thôi. À. Một xào điền được có hai túi thóc thôi. Vâng. Hai tải thôi. Được có hai tải. À. Thế còn cái ruộng bẩn kia thì được. Được hai tải đầy thôi. Vâng. Thế là hai xào điền được có bốn tải thóc. Ít nhờ. Ít lắm, năm nay mất mùa. Vâng. Thì lúa bây giờ thì nó ngập quay là bố nó có... giữa thì nó cái đồng hai bên nó có hai cái ánh thế này. À. Thì chỗ được. Vâng. Nhiều bãi hỏng lắm chết hết mà. Hả? Nhiều bãi hỏng lắm ạ. Hỏng lắm. Vâng. Hỏng hết. Đồng nào cao còn cứu được tí. Bình thường mà nó không hỏng là một sào nó phải được chắc gần chục tải đấy nhờ. Cái sào to to vườn hà ấy. Vâng. Lúc tuốt thì phải được 12 tải thóc ướt. Đấy. Ừ. Thế mà giờ được có 2 tải. Bây giờ hỏng hết gần đâu. Vâng. Thiên tai. Không nọ. Ta gọi về thành lợi. Vâng. Một ít gạo. À. Trợ cấp. Hả? Trợ cấp à? Trợ cấp được một ít gạo. Vâng. Một thùng mì tôm. À. Ừ. Vâng. Thế những cái lần trước thì được kẹo được được ấy. À. Hai lần trước thì được kẹo. Vâng. Mới để được đời ủng mới được cái áo mưa. À. Người ta cho cái ủng cái áo mưa. Dạ vâng. Thế một lần thì được 500. Thế là 3 lần được đấy. À. 3 lần trợ cấp đấy. Vâng. Họ cực nghèo. Dạ vâng. Hộ cực nghèo à? Hộ cực nghèo. Vâng. Mẹ thế này con nương ngẩn thì người ta cho cực nghèo. Vâng. Thì mới được chứ còn không nghèo thì không được. Vâng.
Thế nên hôm nào bà cũng nấu này à? Hôm nào cũng nấu. Ngày nào chú cũng đi cắt? Ngày nào nó cũng đi cắt. Ngày... cắt về nấu trong sáng mai nó ăn ngày mai. À, tối nấu. Thế bà hôm nay nấu băm hết chỗ này không? Hả? Băm hết chỗ này không? Băm hết chỗ nấu bằng cái nồi to. Nấu hết cả chỗ này cơ? Ừ. Úi giời. Này chắc là cắt ở cái chỗ nước nào mới có này chứ. Cái chỗ ấy nó có nước. Vâng. Thì mới có cái này chứ. Vâng. Chứ không có thì lấy đâu ra. Vâng. Cái thằng này mấy hôm nó cắt về, nó về nhanh lắm mà hôm nay không biết thế nào. Vâng. Nó đi chơi đâu ấy thế nào ấy chứ. À. Đi từ trưa đến giờ? Sáng ngày ở nhà đi chơi. À. Đi đến nhà hàng xóm chơi xong về nấu cơm ăn thì là đi. Vâng. Chứ có làm cái gì mưa sáng ngày mưa. Thế là đi từ trưa đến giờ gần 5 giờ chiều rồi. Ừ đấy. Mà vẫn chưa về. Vẫn chưa đi về. Đi chờ. Đi hơn buổi rồi gì ạ. Nó cứ đi ngơ đi ngẩn thế nào ấy chứ. Vâng. Cứ bầm nhìn bầm nhẳng cái đây cho nấu cho nó đỡ khổng khỉnh. Vâng. Cái để cá thì nấu nó khổng khỉnh không được bao nhiêu. Vâng. Có miếng ăn nó nấu chả nên hồn. Dạ. Có miếng ăn nó nấu chả cho mẹ chả nên hồn. Chú lợi á bà? Vâng. À. Một bát ô tô đầy. Vâng. Nó cho vào chảo nó nấu cái cháy đen kìa. À. Nó giam cái cháy đen kìa. À. Mẹ chả nhá làm sao được. Cháy quá. Cháy quá. Cháy quá. Vâng. Thế này mày nấu này chỉ có mày ăn được chứ mẹ không nhá kìa. À. Chán lắm. Vâng. Tôi bảo tôi mà ốm thì nó chả phục vụ được tôi đâu. Vâng. Phải mẹ con được cái thuận vào. Vâng. Cái thằng này nó không làm được cái gì. Vâng. Chỉ có đi cày sâu cũng bận thôi. Vâng. Chú nằm ngoài đồng. Làm ngoài đồng mẹ cũng phải chỉ dẫn. À. Mẹ phải bảo làm chỗ nào trước chỗ nào sau. Vâng. Chứ không bảo là không biết rằng làm khổ lắm. Vâng. Khóa cho tôi phải ở với nó. Dạ. Chứ không có thì tôi ra mẹ con cái thuận tôi nhàn. Vâng. Chứ không bỏ được cái thằng này. Vâng. Không có người chỉ dẫn nó thì nó không biết rằng làm. Dạ. Thế chứ. Vất vả. Vất vả. Vâng. Có được khôn như chú đâu. Bà thấy anh này khôn à? Chả khôn như nó người chú còn mẹo hơn. À, nhanh nhẹn hơn đấy. Nhanh nhẹn hơn. À. Nhanh nhậu. Sức khỏe bé rồi đúng không? Bà tay nó quặp kia nào nó cũng mãi là không mở ra được à? Nó cứ quặp này có mở được đâu. À. Tôi mặc áo thế tắm mùa này thì tôi lấy muốn mặc lúc nào thì mặc, nhưng mùa rét phải có người tắm hộ. Vâng. Không có không mặc được quần áo thì chết rét. Lạnh đúng không? Vâng. Ừ. Co vào thế nhỉ? Nó cứ co vào, nó co gân vào. Vâng. Đi mất 2 tháng mất 4 triệu. À. Để người ta ấy ra cho nhưng không được. Kéo ra. Kéo ra nhưng không được. Ừ. 2 tháng. 2 tháng mất 4 triệu. Ở nhà người ta luôn rồi mà. Hả? Ở nhà người ta luôn. Nhà tận trên chạy cả Minh Lý cơ. Nhưng mà ở trên đấy luôn gì? Ở luôn ngay đấy đem cả nồi cơm điện đi mà cắm cơm mà ăn. À. Thế là bà lên đấy ai phục vụ? Hả bà? Hả? Ai đưa bà đi? Cái Thuận mới đi, nó đưa đi. À. Nó đưa đi, nó thả đấy xong thì cắm nồi cơm điện thì tôi cắm lấy được. Vâng, vâng. Tôi cắm lấy được thì ăn. Vâng. Đi mua các thứ ăn thì... Có đông người chữa đấy không? Hả? Đông người chữa? Đông người chữa lắm. Thế mình cũng không được. Họ có khỏi không? Chả có khỏi. Chả gì nào khỏi. Cái ông ấy nó lừa. À thế à? À.
Nó lừa lâu lâu chưa? Mấy năm này. Mấy năm nay rồi. À. Tôi mới thì tôi mới lên chữa. À. Mà. Có thế nhỉ? Cái ông nó lừa. Vâng. Nó lừa. Nó cứ đun cái nước cây cho để tắm để ngâm. À. Thế rồi thì nó uốn tay uốn chân cho. Dạ. Thế nhưng mà không ăn thua gì. Vâng. Cái ông nó lại chuyên môn đi đánh đẻ hoa nó cứ lừa. À, thì mấy ông lại đẻ đóm thì gì, mấy ông đấy thì chết. Thế thì nó cứ lừa bệnh nhân. Vâng. Thế thì. Thua gì. Thế thì. Mất 2 tháng tôi trả thấy đỡ đần thì tôi bỏ tôi về. Vâng. Mất oan tiền. Mất oan tiền. Mất cả thời gian. Mất cả thời gian. Vâng. Bà bị một bên co đây là cũng lâu lắm rồi nhỉ? Năm tôi mới 64 tuổi, năm nay tôi đã 87 rồi. À. Bao nhiêu năm nay rồi? Vâng. Mấy chục năm rồi? Hơn chục năm, hơn 20 năm rồi. Vâng. Như tôi vất vả lắm. Vâng. Tôi có một tay nhưng tôi vẫn phải đi làm. Vâng. Bây giờ tôi yếu tôi không làm được nhưng mà năm vẫn ra đồng rồng giọt đấy. Vâng. Bà 87 tuổi như này vẫn đang rất khỏe đấy. Tôi vẫn đi gần 90 nơi rồi. Đi rồng màu được đấy. Dạ. Rồng đỗ, rồng vừng. Vâng. Nó cái thằng này nó cày vừa thì nó xong nó quét luống lên tôi cứ giáp thế này. À. Thế xong thì nó mọc lên thì tôi lại xới được, cứ một tay xới. Vâng. Thế tôi vẫn đi làm được. Vâng. Thế có mấy năm nay thì tôi già quá để tôi không làm gì được. Vâng. Chứ tôi vất vả lắm. Vâng. Thì chú ngồi lâu tôi mới nói chuyện đấy chứ. Dạ vâng. Cái này tí là chú lợi chứ về chú nấu chứ. Tối nó về nó nấu chứ tôi, nó sắp nồi cho miêu nó nấu chứ tôi có sắp nồi cho vâng. Miêu đâu. Củi có sẵn không bà? Hả? Củi nấu có sẵn không? Củi nó cũng chả sẵn đâu. Có phải đi kiếm không? Cứ nấu không phải đi kiếm, nó cứ nấu nó bổ đấy. À, nấu nó bổ đấy à? Ừ. À. Hai bà con vất vả. Năm nay ruộng này hỏng hết nữa, lúa hỏng hết nữa. Lúa năm nay hỏng hết. Vâng. Lúa sớm hỏng, lúa muộn hỏng, ngô cũng hỏng. Hỏng toàn dây chứ có phải mình đâu. Vâng. Ngô chết cả đồng. Ừ. Thế nên con lợn nào bà bán là giá bao nhiêu? Cũng giá 85. 85 á? À. Toàn anh em trong nhà á nhỉ? Hả? Toàn anh em trong nhà. Thế nào? Toàn anh em trong nhà. Toàn anh em trong nhà. Vâng. Thôi người ta thì anh em ăn này phải thuê, phải chịu tiền. Vâng. Cái thằng lợn không phải chịu tiền. Vâng. Chia à. Đều, chia đều á? Chia đều chứ. Tiền thịt gì? Tiền thịt ý. Hết mấy trăm bà? Con lợn trước thì 400, con lợn này nó lấy có 200 thôi. Bé hơn à? Bé hơn mà nó có một mình nó thịt thì thành lợn phải phục vụ. À, lợn phụ cho ấy. Phụ vào thì nó lấy có 200. Vâng. Thì mỗi một chân mất có 50.000. Vâng. Đấy là nhàn. Dạ. Hả? Thế cho nhàn, mình có người thịt đâu. Mình có phải thịt đâu, mình chỉ phụ đạo ở thôi. Vâng. Nên lại không gặp chú lợn. Lợn thì bán rồi 46 cân. Con trước là 60 cân các bác nhé. Con trước có 60 cân. Vâng. Con sau được có 46 cân. Vâng. Bà đang băm nấu cám cho bò. Bây giờ cháu với anh Đông cũng quay về. Hôm khác thì gặp chú lợn có đơn sau. Cháu cũng kết thúc cái video của mình ở đây. Và xin chào các bác. Xin hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.
con chào các bác nha. Nó bảo dạ, nó bảo nó chữa chuồng thì nó lại xin lợn để nó nuôi, nhưng mà tôi bảo thôi vâng, vất vả lắm. Vâng, chú lợn có khả năng nuôi lợn là không hợp, nó vẫn thích nuôi lợn. À, chuồng cầy nát bét ấy, chuồng nó bảo mẹ chán nuôi lợn thì lấy đâu ra tiền. Vâng. Cháu chào tất cả các bác nha. Hiện tại thì trên kênh của cháu bây giờ thì đang bán một số cái mặt hàng nông sản tiêu thụ cho bà con ở Thái Nguyên. Cháu cũng giới thiệu đến các bác, để các bác có nhu cầu sử dụng thì các bác liên hệ với cháu nhé. Đầu tiên là cháu có bán đặc sản mật ong khoái rừng Thái Nguyên các bác. Đó. Mật ong đảm bảo các bác là 100% là mật ong khoái rừng chuẩn tự nhiên 100%. Sản phẩm đến từ núi rừng của Thái Nguyên các bác nhé. Giá thì rất là hợp lý, cháu có thể nói là rất là rẻ. Các bác mua càng nhiều thì giá lại càng rẻ các bác nhé. Các bác mua từ 10 lít trở lên là giá là 410.000 một lít và đã được miễn phí tiền ship. Các bác mua từ 5 đến 9 lít là giá là 420.000 một lít và cũng được miễn phí tiền ship. Các bác mua từ 2 đến 4 lít thì giá là 430.000 một lít đấy, và cũng được miễn ship các bác nhé. Và cuối cùng các bác mua 1 lít thì giá là 430.000 một lít đấy, tuy nhiên 1 lít thì là không được miễn ship các bác ạ. Đó. Và thứ hai là trên kênh của cháu hiện nay thì đang có cái sản phẩm đó là nấm linh chi rừng đấy, có nghĩa là nấm linh chi đỏ đấy, tự nhiên rừng vùng núi Thái Nguyên đấy, khu vực chỗ Bà Trà các bác nhé. Giá này cũng rất là hợp lý. Giá thì là các bác mua nửa cân thì là 350.000 đấy. Tuy nhiên nửa cân thì không được miễn ship các bác đấy. Các bác mua cả cân là 700.000 thì sẽ được miễn phí tiền ship. Về công dụng của nấm linh chi rừng thì các bác nào mà đã sử dụng rồi thì các bác cũng biết là nó cực kỳ tốt đấy. Các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu về cái công dụng của cái nấm linh chi rừng. Đặc biệt đây là nấm linh chi đỏ các bác nhé, tốt nhất trong loại nấm linh chi luôn đấy. Mà giá rất là hợp lý, rất là rẻ. Nó có rất nhiều những cái tác dụng, trong đó một số cái tác dụng nó nổi trội, nó là rất tốt cho bổ gan, bổ thận đấy, ổn định huyết áp này đấy, giảm căng thẳng, stress này đấy, duy trì cái tuổi thanh xuân đấy, có nghĩa là trẻ hóa đấy, cũng như là hỗ trợ trong cái việc là điều trị ung thư đấy, ngăn chặn cái sự phát triển của tế bào ung thư đấy, cũng như là nói chung là rất là tốt, tốt cho gan, cho thận, cho phổi, huyết áp, nói chung là rất là tốt. Cái này người khỏe mạnh uống lại càng tốt nữa. Chưa nói là người bệnh điều trị thì nó cực tốt. Rất nhiều những công dụng của nấm linh chi. Thì các bác có nhu cầu sử dụng thì các bác liên hệ nhé. Ngoài ra thì hiện tại trên kênh của cháu thì còn đang bán là đặc sản chè Thái Nguyên. Chè Thái Nguyên thì hiện tại cháu bán một loại duy nhất thôi. Giá là 360.000 một cân. Đấy. Các bác mua từ 2 cân là các bác sẽ được miễn ship. Đấy. Còn về thuốc của Bà Trà thì các bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì các bác cũng có thể liên hệ với cháu nhé. Đấy. Thuốc của Bà Trà thì là bà chữa rất nhiều các loại thuốc. Các bác theo dõi các video các bác cũng biết rồi. Phải nói là rất là hiệu quả. Đấy. Rất nhiều người đã khỏi bệnh, rất nhiều người đã thành công, rất vui mừng. Đấy. Rất nhiều loại thuốc thành công. Trong đó thì có dạ dày này, đại tràng này, sỏi thận này, tai biến này, mỡ máu này, mất ngủ này, tiểu đường này, phổi này, huyết áp này, tim mạch này, ho mãn tính này, xương khớp này, đấy là các cái thuốc của Bà Trà. Ngoài ra còn nhiều loại thuốc nữa, các bạn có thể tìm hiểu rõ ở các cái video cháu đã đăng rồi. Khi mà lên cho Bà Trà lấy thuốc, đó là một số những cái sản phẩm ở trên kênh của cháu các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu sử dụng thì các bác hãy liên hệ cho cháu theo số điện thoại là 0915049825. Các bác có thể nhắn tin qua điện thoại cho cháu cũng được, hoặc là kết bạn Zalo cũng theo cái số đó và nhắn tin cho cháu ở trên đó. Cháu cảm ơn các bác rất nhiều. Và cuối cùng thì cháu xin chào các bác nha.